Thưa quý vị và các bạn, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác đẩy mạnh giao đất, cho thuê và đấu giá quyền sử dụng đất được chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Trên thực tế, nếu như ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh, công tác đấu giá quyền sử dụng đất vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thì ở huyện Hải Lăng và huyện Gio Linh, việc đấu giá quyền sử dụng đất đã góp phần không nhỏ tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Đây là dự án cầu vượt Hồ Nước Chè nằm trên tuyến đường mùng 3 tháng 2, thị trấn Diên Xanh, do Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng làm chủ đầu tư, có kinh phí 28 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Được khởi công từ tháng 7 năm 2019, dự kiến sau 9 tháng thi công, công trình này sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Việc hoàn thiện công trình sẽ góp phần tạo cảnh quan, điểm nhấn xung quanh khu vực Hồ Nước Chè, tạo diện mạo mới cho đô thị của thị trấn Diên Xanh thời gian tới. Cầu kia thì trước đây là cũng rất nhỏ, bây giờ làm rộng lớn ra thì chúng tôi ở dân ở đây rất là vui mừng phấn khởi. Mà không phải bản thân tôi mà tất cả những gia đình ở quen đây cũng giống như các nơi khác, hàng năm cỡ 3 năm hoặc 5 năm để về đây để có những cái tổ chức những cái cuộc đua thuyền là rất là vui, và có hội chợ, có cắm trại vân vân. Phải nói là cái diện mạo thị trấn chúng ta, đặc biệt là nói riêng á, là rất là thay đổi từng năm, và quê hương nói Hải Lăng nói chung á, là cũng hiện nay cũng xây dựng cái nông thôn mới và thị trấn xây dựng đô thị văn minh cũng ngày càng khởi sắc và rất là tiến bộ, và dân chúng tôi phải nói rất là phấn khởi và rất là vui vẻ. Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng trong lĩnh vực khai thác các nguồn thu từ quỹ đất của địa phương, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Hải Lăng phối hợp cùng các phòng, ban, chuyên môn và các xã thị trấn triển khai có hiệu quả đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, chủ động tiến hành công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị địa phương, sắp xếp việc sử dụng đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, rà soát lại các quỹ đất trống, trên cơ sở đó lập quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội cho địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2019, đối với quỹ đất do huyện Hải Lăng quản lý đã tổ chức đấu giá 10 đợt tại 4 khu vực với 197 lô đất. Diện tích trên 52,565 m², số tiền đấu giá thu được là hơn 103,4 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm trên 25,9 tỷ đồng. Đối với quỹ đất do cấp xã quản lý đã tổ chức bàn đấu giá tại 13 xã gồm 147 lô đất với diện tích 34.100 m², số tiền thu được gần 52,3 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 14,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Hải Lăng đã tập trung bố trí vốn, đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện đang cần nhiều nguồn lực. Có thể nói là trên địa bàn huyện Hải Lăng thì cơ sở hạ tầng và các cái thiết chế văn hóa cũng còn đòi hỏi phải có cái nguồn ngân sách để đầu tư. Thì trên cơ sở mà đấu cái thu từ cái nguồn đấu quyền sử dụng đất đó, thì Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng đã chỉ đạo và đầu tư lại rất là nhiều công trình trên địa bàn. Đặc biệt ở đây là đầu tư cho các cái công trình phục vụ cho xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhờ vậy mà các cái công trình như là đường giao thông, các cái trường học, các cái nhà văn hóa và một số công trình trên địa bàn huyện đã được đầu tư. Đến bây giờ có thể nói là nhờ cái nguồn quỹ mà đấu đất từ quỹ đấu đất đó thì bộ mặt của các xã cũng như bộ mặt của huyện đã thay đổi rất là nhiều so với những năm trước đây. Không riêng gì huyện Hải Lăng, năm 2019, huyện Gio Linh cũng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường mùng 2 tháng 4 đi qua địa bàn thị trấn Gio Linh do Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 20 tỷ đồng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất vừa mới được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng thời gian chưa lâu là một ví dụ. Thực tế, không chỉ riêng công trình nâng cấp tuyến đường mùng 2 tháng 4, mà từ hiệu quả thông qua nguồn thu quyền đấu giá sử dụng đất, nguồn ngân sách của huyện Gio Linh phân bổ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, tại một số xã, thị trấn trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh đã tiến hành tổ chức 12 cuộc đấu giá đất tại 6 khu vực với tổng số 146 lô đất.
Thông qua đấu giá, số tiền thu được hơn 41,3 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm trên 14,3 tỷ đồng. Trong cái vấn đề là cùng với nhau để áp và kiểm giá ở tại các cái cuộc đấu giá thì chúng tôi đã làm rất là minh bạch rõ ràng và hạn chế tối đa nhất đối với các cái tổ chức cá nhân mà có cái ý định không tốt trong vấn đề đấu giá, kiềm hãm giá. Ở đây thì chúng tôi từ cái khâu công khai trên các cái trang thông tin điện tử, trang báo và tổ chức cái các cuộc đấu giá một cách rõ ràng minh bạch, và chúng tôi đã tổ chức một cái lực lượng để đảm bảo thực sự là đối với những người mà có nhu cầu đã mua hồ sơ và có nhu cầu thực sự thì đến vào tại cái phòng đấu giá để thực sự là người ta có một cái giá nhất định theo ý mong muốn và đảm bảo một cách công khai minh bạch, không bị là có một cái tổ chức, một cá nhân nào mà làm ảnh hưởng đến cái vấn đề kiềm giá. Có thể thấy, trong những năm qua, nguồn thu từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng và Gio Linh đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, đây còn là nguồn bổ sung ngân sách để các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục và tiêu chí xây dựng nông thôn mới như thiết chế văn hóa xã, hạ tầng chợ, hạ tầng xử lý môi trường, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Cần khẳng định, những năm qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở, tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương, trong đó thu từ đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên phạm vi toàn tỉnh chiếm trên dưới 20% tổng thu ngân sách. Bên cạnh đó, hiệu quả từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất góp phần giải quyết vấn đề đất ở cho nhân dân trên địa bàn hai huyện Hải Lăng và Gio Linh, tạo sự công bằng và minh bạch trong việc giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết nhiều tồn tại trong việc xét và cấp đất giãn dân. Là chúng tôi thấy rằng là cái yếu tố rất quan trọng, đó là vấn đề là công khai minh bạch, là bảo đảm cái sự công bằng và ai cũng có quyền là tham gia đấu đất ở trên cái khu vực đó. Thì như vậy là nếu đáp ứng được ba cái yêu cầu đó thì chúng tôi thấy rằng là thì khả năng cái kết quả đấu đất sẽ có hiệu quả cao. Trong những tháng cuối năm nay thì chúng tôi còn kế hoạch thì sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái chỉ tiêu mà hiện nay các cái cơ sở chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng để đầu tư để mà cho tổ chức đấu giá. Thì hy vọng rằng thì năm nay sẽ con số sẽ cao hơn nhiều so với năm khác. Với sự thành công này thì chúng tôi khẳng định rằng là thứ nhất đó là công tác chỉ đạo của ủy ban huyện đối với các ngành, các phòng ban chuyên môn của huyện và cùng cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các xã trong quá trình triển khai cái vấn đề đấu giá. Và từ cái chỗ là chúng tôi sẽ đã đầu tư các cái cơ sở hạ tầng hoàn thiện đầy đủ và có một cơ sở hạ tầng khang trang hơn, thì từ chỗ đó để thu hút được các cái người dân có nhu cầu thực sự đối với đất ở hiện nay trên địa bàn huyện Gio Linh, và có từ cái đó thì để tạo được một cơ sở hạ tầng tốt hơn trong những cái chỉnh trang đô thị, quy hoạch đô thị nói chung của huyện, tạo một điểm nhấn trong cái vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng. Để công tác đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, huyện Hải Lăng và huyện Gio Linh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với những khu đất giao Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, tập trung nguồn vốn hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu đất ở trước khi tiến hành đấu giá, để qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhằm góp phần phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.